this way. This way. No. Và bây giờ là một số thông tin về thời tiết trong dịp Tết dương lịch. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời tạnh giáo, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 22 độ. Tuy nhiên, ngày và đêm mai sẽ có mưa nhỏ do có không khí lạnh tăng cường. Sang đến Chủ nhật và thứ hai, khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, trời khô ráo lại, trưa chiều hưởng nắng. Về đêm thì rét sâu, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng chỉ còn từ 11 đến 14 độ. Ở vùng núi còn 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, thời tiết sẽ có chút bất tiện khi dự báo từ nay đến kết thúc kỳ nghỉ lễ, trời đều có mưa nhỏ. Tuy nhiên, mưa chỉ ngắn quãng, chứ không liên tục. Bình Định đến Bình Thuận, mưa không đáng kể, trời chủ đạo là tạnh giáo, có nắng trong cả 4 ngày, từ nay đến hết thứ hai. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết đẹp nhất, từ nay đến thứ hai, trời nắng mây đan xen, nhiệt độ vừa phải. Tây Nguyên khoảng 27 đến 30 độ và Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết trong các bản tin và chương trình thời sự. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại. Một tổ hợp căn hộ được đồng bộ hoàn hảo trong một khu đặc cách có nhiều điểm văn hóa giáo dục. Thank you.
Ừ. Thôi thì sao nhỉ? Ở quê thì muốn điện ngày nào thì về ngày đấy, thì cả năm về được có khoảng ba đôi ba lần thôi. À, một số người thì đối với tình trạng này nên đã mua vé tại các hãng xe quen thuộc, một phần là vì phù hợp với thời gian làm, phần khác thì lại tránh được cảnh chen chúc chật chội trên các chuyến xe bắt khách giữa đường. Một số người dân chia sẻ. Cuối chiều thì mọi người tấp nập, ai cũng muốn có một cái xe về quê. Đi ra đó đúng không? Bé luôn rồi. Muốn một phát thật là có một liên quan. Không còn hiện tượng chặt chém như mấy năm trước kia nữa. Các nhà xe bây giờ người ta cũng giữ rất là giữ uy tín. Rất là giữ uy tín với khách. Nếu mà bây giờ cái xe phương tiện đi lại nhiều, cho nên là đi mãi rồi giờ. Không như là ngày trước kia thì lo không có sự nhiều sự lựa chọn, cho nên là khách hàng bắt buộc phải đi và phải chấp nhận. Còn bây giờ thì hành khách thì có quyền lựa chọn không đi chỗ này thì đi chỗ khác, cho nên là việc đi lại khá là thoải mái. Mình muốn đây là mình chọn xe thôi, nên là mình mới không phải ngồi đợi. Còn nếu mình không chọn xe thì có thể là mình ra là có xe về ngay. Mình qua Tơ Quang hay mình ở định kia này thì mình không lo, vì đi xe xe một số xe mà xe có bán vé xe vé xe ra xe ra cố định và nó kiểu không có khách giữa đường nên đi mạch luôn. Tơ Tơ Bình Sáu. Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi với một số hành khách thì chúng ta có thể bà thấy là giá vé trong dịp nghỉ Tết xưa năm nay không thay đổi nhiều so với ngày thường. Đối với nhiều hành khách thì ngày sắp Tết như hôm nay cảnh tắc đường đội có thể là cái không trồng sao ngô dê ăn hết nửa rồi, hai ngày nữa là hết quẹt luôn. Tuy nhiên thì đâu mới dê chả biết có trồng không, nhưng mà ăn cụt đến chỗ nửa kia mà được cái là về có gia đình nhà kia về bố mẹ vui không? Ủa chứ gì? Vâng, và như vậy theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mặc dù với lượng khách khá đông nhưng tình hình xe cổ tại Hà Nội cũng không quá tăng nhiều trong những ngày. Ai đâu mà xuống? Tôi được biết Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu tất cả các bến xe, nhà xe phải bố trí tăng xe, tăng chuyến và đặc biệt là không được tăng giá vé. Ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc bến xe Giáp Bát. Bây giờ xe bây giờ phải điện rồi. PC45, công an thành phố PC67, rồi là cảnh sát trật tự 113, là các đội của công an quận 3 để đảm bảo việc trật tự trong và ngoài bến, làm sao mà với cái phương châm phục vụ một cách tốt nhất trong ngày cao điểm. Còn tại lại đông chiều nay, sau khi kết thúc công việc, nhiều người dân cũng đã đến các bến xe trên địa bàn thành phố để mua vé về quê, bắt đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch 3 ngày. Và dịp Tết dương lịch này có 5 đơn vị vận tải của thành phố vẫn giữ nguyên giá vé như bình thường. Phản ánh của phóng viên Hà Thành. Tết du lịch năm nay, cán bộ công chức viên chức và người lao động nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018, tức là từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ hai. Nên dự báo hành khách chủ yếu đi các tuyến ngang, các tuyến du lịch gần thành phố Hồ Chí Minh. Tại bến xe miền Tây, dự báo lượng hành khách tăng từ 5 đến 8% so với lượng.